trong bảng xếp hạng PCI 2017. Quảng Ninh lần đầu vươn lên vị trí đầu tiên từ vị trí số 2 của năm 2016. Đà Nẵng mất ngôi quán quân, giành vị trí Á quân thứ 2. Đồng Tháp giành vị trí số 3. Hà Nội tăng một bậc lên vị trí số 13, trong khi thành phố Hồ Chí Minh duy trì ở vị trí số 8. Năm 2017 chúng tôi đã nâng cao các chất lượng hoạt động của trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, kết nối đến một cửa điện tử cấp xã một cách hệ thống trên cơ sở vận hành chính quyền điện tử chúng tôi đã đầu tư, và người dân tham gia tương tác với chính quyền điện tử để đạt mục tiêu công khai minh bạch, giảm thời gian trên 50% các bộ thủ tục hành chính theo quy định. Ngoài thứ hạng xếp hạng 63 tỉnh thành phố, nhận định của VCCI qua nghiên cứu này đó là hơn 10.000 doanh nghiệp dân doanh, 2.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI khi được hỏi đã có những cảm nhận tích cực hơn về môi trường kinh doanh của Việt Nam trong năm 2017. Thể hiện thông qua các con số, tỷ lệ chi phí không chính thức giảm xuống còn 59%, thay thế 66% của năm 2016. Thái độ của cơ quan công quyền với doanh nghiệp được cảm nhận là tốt hơn, đạt 45% so với 35% của năm 2015. Đã có 67% doanh nghiệp cho biết khó khăn vướng mắc được tháo gỡ kịp thời. Một cái không khí chung là không khí cải thiện. Tuy nhiên thì một số lĩnh vực cũng cho thấy là cái nỗ lực cải thiện của Việt Nam cần phải nhiều hơn nữa. Chẳng hạn như là điều tra doanh nghiệp dân doanh thì cho thấy rằng là những vấn đề tiếp cận đất đai đang ngày càng khó khăn hơn. Doanh nghiệp cũng cảm thấy bất an hơn về cái vấn đề về thay đổi quy hoạch, vấn đề về thu hồi đất đai, những vấn đề về minh bạch. Có những thông tin theo nhóm nghiên cứu VCCI là đáng lo ngại. Ví dụ như là tính minh bạch đang có xu hướng giảm từ mức 3,14 điểm vào năm 2013, năm 2017 chỉ còn 3,06 điểm. Có 70% doanh nghiệp được hỏi cho biết họ cần có mối quan hệ mới có được tài liệu của tỉnh. Và chỉ có 50% doanh nghiệp cho biết có thể tiếp cận thông tin đấu thầu một cách công khai. Với doanh nghiệp nước ngoài, họ quan tâm tới một môi trường kinh doanh ổn định, có thể dự báo được và minh bạch. Thêm vào đó, thương mại và đầu tư quốc tế tiếp tục đóng góp cho tăng trưởng Việt Nam, thì các yếu tố này cần được duy trì. Ngoài đánh giá chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền 63 tỉnh thành, báo cáo PCI 2017 cũng dành một chương để đánh giá chất lượng quản lý của doanh nghiệp trong nước. Kết quả là chất lượng quản lý gắn chặt với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Cụ thể là nếu chất lượng quản lý của doanh nghiệp tăng 1 điểm, tăng trưởng vốn của doanh nghiệp sẽ đạt là 1,06 điểm. Nói cách khác, nâng cao chất lượng quản lý sẽ giúp doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh. Thông qua điều tra PCI năm 2017 cho thấy là doanh nghiệp đã có cái cảm nhận tích cực hơn về môi trường kinh doanh. Cụ thể là có tới 58% doanh nghiệp dân doanh trong nước sẽ có kế hoạch mở rộng kinh doanh trong vòng 2 năm tới. Con số này với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 60%. Các doanh nghiệp cho rằng các nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của năm 2017 cần được tiếp tục trong thời gian tới, đặc biệt là một số lĩnh vực như là thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội và phòng cháy chữa cháy.